Rồi, bây giờ đến cái bước cuối cùng. Chúng ta sẽ viết cái cuối cùng là số 8. Xóa nhân viên. Xóa nhân viên. Rồi, cái xóa nhân viên này rất là đơn giản ha. Và thì ở đây chúng ta muốn viết cái phần xóa nhân viên thì chúng ta vào trong cái container của nhân viên này, chúng ta sẽ copy cái này xuống. Cái này rất là đơn giản, ta copy này thôi. Chúng ta phải stop cái đang chạy đi. Chúng ta sẽ ghi là delete ID. Rồi, ở đây chúng ta sẽ tìm cái nhân viên bằng ID này vào, sau đó chúng ta dùng db chấm remove nhân viên. Đó. Save change. Đó, chỉ vậy là xong. Rồi, ở đây chúng ta sẽ truyền gửi về bên trang index chúng ta, chúng ta sẽ cái code này. Đó, phần xóa như vậy thôi. Thì khi mà chương trình chạy thì khi người ta bấm vào cái delete xóa ở đây thì nó sẽ là gửi qua bên cái container action là delete và nó gọi đến cái hàm này và thực hiện việc xóa. Rồi bây giờ chúng ta chạy thử, chạy từ trang index nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thực hiện việc xóa. Các chúng ta bấm vào đây, chúng ta đi con chọn ở đây. Giả sử chúng ta xóa dòng này. Đó, chúng ta thấy xóa một dòng. Rồi xóa dòng này. Rồi hoặc là bấm thêm mới. Thật dạ vô. Rồi hoặc là sửa. Ở đây chúng ta chưa quan tâm đến cái việc mà kiểu dữ liệu đúng sai, chúng ta chỉ làm một cái ví dụ đơn giản như vậy. Đây, vậy là chúng ta đã xong cái video thêm xóa sửa trong theo mô hình MVC. Rồi, chúng ta kết thúc ở đây.